U23 Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31 bằng chiến thắng ấn tượng trước U23 Indonesia, thậm chí tỷ số 3-0 nằm ngoài mọi dự báo khi đối thủ được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký của chức vô địch. Màn ra mắt xuân sẻ cũng giúp cho thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo chút bỏ áp lực về tâm lý sau những kết quả đáng thất vọng kéo dài trong nhiều tháng qua. U23 Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết và có cơ hội rất lớn để chiếm ngôi đầu bảng A nếu như đánh bại được U23 Philippines ở lượt trận thứ hai. Điều này buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải có tính toán kỹ lưỡng để củng cố lợi thế. Mật độ thi đấu tại SEA Games 31 khá dày đặc và nếu sớm vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, những trụ cột của U23 Việt Nam có nhiều thời gian để dưỡng sức, chuẩn bị cho lượt trận quan trọng phía trước. Ở phần sân bên kia, U23 Philippines cũng đã có trận thắng đầu tay tại SEA Games 31. Dù vậy, chiến thắng 4-0 trước đội bóng yếu U23 Timor-Leste không nói lên nhiều điều và những thử thách lớn nhất với đoàn quân huấn luyện viên Norman Fezzeriro vẫn đang ở phía trước. Nếu muốn nhen nhóm cơ hội tranh chấp tấm vé vào bán kết ở bảng A, U23 Philippines ít nhất cần có một điểm trước U23 Việt Nam. Khả năng ra sân của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh vẫn để ngỏ sau khi gặp chấn thương ở trận đấu với U23 Indonesia. Tuy nhiên, trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn những lựa chọn ở hàng tiền vệ và Công Đến cũng đã thi đấu tròn vai. U23 Việt Nam sẽ tiếp đón U23 Philippines bằng đội hình với Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh và không nhiều thay đổi về nhân sự. Huấn luyện viên Norman Fezzeriro có thể tạm yên tâm với phần thể hiện của U23 Philippines dưới sự dẫn dắt của hai cầu thủ trên 23 tuổi giàu kinh nghiệm là Stephen Schroff và Jovin Bedic. Cùng với Dennis Chung Salazar, Sandiro Sisson đã thi đấu ấn tượng, U23 Philippines có thể tiếp tục sử dụng các trụ cột này ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cầm nhịp, điều tiết lối chơi và vừa có bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Stephen Schroff với hai đường kiến tạo, tiền vệ này góp công lớn trong chiến thắng của U23 Philippines ở trận ra quân và khẳng định vai trò không thể thiếu ở tuyến giữa. U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Philippines trong hai lần gặp nhau gần đây nhất, ghi được 7 bàn và thủng lưới 1 bàn trước đối thủ này. Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ về chất lượng nhân sự và thành tích ở các giải đấu của lứa tuổi U23. Chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia giúp thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo cắt đứt chuỗi 3 trận không thắng gần nhất và lấy lại sự hứng khởi về tinh thần. Về thống kê, U23 Việt Nam thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 4 bàn và thủng lưới 2 bàn trong 5 trận gần nhất. Phong độ của U23 Philippines là khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, ghi được 8 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Tuy nhiên, đây đều là kết quả trước các đội bóng rất yếu như Timor-Leste, Brunei và Campuchia. Tỷ lệ kèo của trận đấu này, U23 Việt Nam chấp U23 Philippines 1/2 trái. U23 Việt Nam được các nhà cái đánh giá cao hơn rất nhiều với U23 Philippines sau khi thầy chó huấn luyện viên Park Hang-seo đại thắng trước Indonesia và sở hữu lợi thế sân nhà. Đây cũng là trận đấu mà U23 Việt Nam sẽ nỗ lực giành chiến thắng để chiếm lại ngôi đầu bảng A từ tay Philippines và mở ra cơ hội vào bán kết. Khả năng thắng kèo cho người chơi khi đặt niềm tin vào U23 Việt Nam là rất lớn. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/1/2 trái. U23 Việt Nam đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng và đặc biệt, chất lượng tấn công của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo được cải thiện đáng kể nhờ phong độ rất cao của các cầu thủ trên 23 tuổi. Philippines cũng cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng ở trận ra quân, song điều này khó xảy ra trước U23 Việt Nam có hàng thủ được tổ chức chặt chẽ. Trận đấu khó chạm mốc 3 bàn và lựa chọn xỉu hợp lý hơn. Thể thao và văn hóa dự đoán U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 Philippines với tỷ số 2-0.